đi không? Phù phép cho xui đi không? Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào game để coi coi liệu rằng là tôi hay là Simmy sẽ giành được cái bóc baby tree 1000% đây. Ok. Rồi, okay. Tôi là tôi mới nhường đó nha Sim. Trời ơi, nghĩ sao giờ bé gọi là bé 3000% làm sao mà nhường? Sao mà nhường okay. được? Ok, đúng rồi, sao mà nhường được? Rồi ok, bây giờ là Phong đầu tiên nè, thì Phong ở đây Phong đang có là khoảng 5000 tiền các bạn. Để coi với 5000 tiền thì tôi sẽ chọn gọi là lính như thế nào đây. 5000 tiền hả ta? 5000 tiền, 5000 tiền. Tiền hả? Con voi là nhiêu tiền ta? Con voi là hiện tại là 2002 nè. Mình có thể mua được 2 con voi. Được. Vậy thì bây giờ tôi sẽ mua 2 con voi. Rồi tôi mua thêm một đống mấy anh gọi là lính bé bé nữa đó, mua sao hết tiền là được nha Sim. Đó. Dữ vậy. Okay. Có con nào rẻ hơn nữa không? Con nào rẻ hơn? Còn dư 40 nè. Có con nào rẻ rẻ không? Có con nào rẻ hơn 40 luôn không? Hình như là mấy con hình như là 40 là không còn con nào 40 rồi bạn. Ok rồi, mình xong rồi đó. Lượt Sim. Rồi, tôi là gì ta? Cho mấy anh mấy cày chơi đó. Ôi, mấy anh mấy cày luôn hả? Ok. Chưa sao rồi, thêm mấy anh lính nữa. Đó, trời sao mà nhìn bên Sim nhìn có vẻ mỏng manh quá vậy? Manh hả? Đúng rồi. Trời ơi. Cái này là con gì đây? Con này là con gì đây? Ui, thần hả? Thần quả hả? Rồi. Rồi, vô đi. Ok rồi, vậy bây giờ chúng ta đã thấy là đội của mình thì mình thấy là mình hơn ở Sim ở chỗ có 2 con voi ấy bạn. Là mình thấy đội của mình cứng hơn rồi đó. Ok rồi. Okay. Để coi coi Phong hay là Sim thắng đây. 3 2 1 vô. Rồi vô. Rồi. Trời ơi, nó hút ta. Trời ơi, đó, như các bạn đang thấy thì hiện tại bây giờ là con voi nó đang hút, nó hút hết tất cả đội quân bên Sim rồi. Bên Sim chỉ còn 2 anh lái xe thôi. Rồi, hai anh lái xe này làm sao thắng con voi được đây? Rồi con voi nó đạp anh kia nét bét rồi. Rồi còn một anh, còn một anh. Anh ơi, cố lên. Anh ơi. Cố sao được nữa? Trời ơi, con voi nó đạp vậy, cố sao được nữa? Rồi bị con voi lấy cái vòi nó hút anh nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, win. Yes. Bự quá bạn ơi, mình không có kịp xử lý được. Trời ơi Sim ơi, Sim nghĩ sao vậy? Mấy cái xe của Sim làm sao mà thắng được bầy voi của mình, chơi là chơi. Sim nghĩ sao vậy? Ghê ta, đội chiến thuật các bạn ơi, không có chơi được rồi. Rồi để xem coi bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu 10.000 tiền các bạn. 10.000 tiền thì là gì đây? Hồi nãy mình chơi voi rồi, bây giờ mình không chơi voi nữa. Bây giờ mình chuyển qua mình chơi xe con rồng đi các bạn. Đây nè, có cái xe hình con rồng nữa bạn đấy. Dữ khá vậy? Là ngầu. Mình chọn 3 chiếc đi. Đó là mình còn 7.000 tiền hả? 7.000 tiền thôi, mình cho 5 chiếc luôn đi, là còn 5.000 tiền nè. Ok. Rồi. Thêm ở đằng sau là chúng ta sẽ có mấy anh lính. Ồ, mấy anh lính này là có cánh bay được luôn hả? Có vẻ ngầu nè, mình sẽ cho thêm một hàng mấy anh lính này đi. Ok. Ghê trời. Đó. Còn 2.000 tiền đúng không? 2.000 tiền cuối cùng thì mình sẽ mua cái này là gì đây? Wow, một anh giống như kiểu gọi là sát thủ cầm hai cái lưỡi dao các bạn. Đó, ok rồi, Phong xong rồi đó. Tự lực xem đó. Phong của bạn ha, hấp dẫn mình sẽ chơi ủa sao ông này nhìn nó què dữ ta? Con này là con gì vậy? Mình biết một con này nó chứa tận 3.000 tiền mình thấy không có đáng lắm, từ mình phải. Đúng rồi, trời ơi, một con bé tí tẹo vậy 3.000 tiền thì cũng không đánh lại đội quân của Phong đâu. Mình thấy cũng hơi ghê mọi người, nhưng mà lần này mình sẽ chơi thử chiến thuật của Phong được rồi. Có thần sấm nè, thần sấm. Wow, thần sấm, ok. Rồi bây giờ mình sẽ chơi con voi. Hai con voi. Trời ơi, hai con voi này với lại 5 cái xe tôi, cái nào sẽ thắng đây trời? Không biết được. Rồi bây giờ mình nghĩ mình sẽ chơi gọi là sao xin lửa lâu quá vậy? Ủa? Sao bất đây? Trời ơi, tức quá. Thôi bây giờ tôi sẽ gì ta, thôi nghĩ gì làm nấy thôi các bạn ơi. Bây giờ mình cũng đâu có biết có gì mạnh đâu mọi người. Hả? Trời ơi, giờ là Simmy đặt đại vậy thôi hả? Chọn con nào đắt tiền vô Sim ơi. Rồi mình nghĩ là xong rồi đó. Rồi ok, nói chung là đội quân của Simmy thì tôi nhìn là tôi thấy hơi mỏng manh. Ui, cái xe bay được luôn hả? Ghê vậy. Ủa? Oh my god. Ui. Rồi hiện tại thì anh chàng sát thủ đang cầm những cái lưỡi dao lao vào đánh. Cái gì kia? What? Cái gì đây? Thiên thần bướm bướm. What? Con cách kia. Trời ơi, tiền nghèo lẽ làm gì? Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi. Hai con thiên thần luôn. Trời ơi, nó có cánh, nó làm gì? Nó quăng bụi bơ bơ, bụi bướm bướm hả? Trời ơi. Rồi xong. Nghe thấy chưa? Trời ơi, thiên thần mà. Trời, để mấy anh hóa bướm cái là rụng liền. Ây à, tại sao lại kinh khủng như vậy? Hai con bướm nó mạnh quá vậy? Hai con bướm nó mạnh luôn á. Ok, trời ơi, trời. Sạnh á, cũng sạnh á, hai con bướm cũng được.
Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván có giá là 15.000 tiền nha các bạn. 15.000 tiền lần này chúng ta sẽ chơi gì đây? Hồi nãy thì tôi thấy ở đây chúng ta có Thời Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Mình sẽ chọn, mình sẽ cho gọi là 4-5 anh luôn. 5 anh Thời Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Đó, cầm gậy nè các bạn, đứng ở trước đây. Ok à không, tại sao chúng ta lại không chơi hết tất cả đều là Tôn Ngộ Không nhỉ? Ừ, hợp lý. Rồi còn 1.000 tiền đúng không? 1.000 tiền thì mình nghĩ là mình sẽ cho mấy con lính nhỏ nhỏ này đi. Đó, cho nó đỡ đạn. Rồi ok, đó, phong xong rồi đó. Ghê quá ta. Tôi là tôi sẽ chơi cuộc chiến của những vị thần, không hiểu không? À, ok. Cuộc chiến của những vị thần. Ui, bên sim có mấy cái con gì nhìn lạ quá vậy? Trời heo. Mình giờ chơi thêm mấy con voi đi. Đó. Voi nữa hả? Đó. Hai con voi nữa. Trời, sao nhìn đội quân bên sim có vẻ lực quá vậy? Cái xe hút điên đi. Đó. Trời ơi, nhiều quá vậy. Cho tiền rảnh chữ xong. Ok rồi. Rồi. Bên sim thì có hai con voi nè, với lại mấy anh lính nhìn rất là lực sĩ luôn các bạn. Có cái khiên gai đủ kiểu nè. Rồi con này là con gì đây? Sao có cái tua bạch tuộc sau lưng nhìn thấy ghê quá vậy? Oh my god. Rồi còn thần vết nữa, trời ơi. Trời có vẻ ơi, khá căng nha, liệu rằng là Thời Thiên Đại Thánh có thắng không đây? Ok, vô nè. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Hiện tại bây giờ các bạn đang thấy là Thời Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đang gọi là phân thân ra rất là nhiều. Đại náo thiên cung. Đại náo thiên cung rồi. Trời ơi, bên đội của Sim hiện tại đang có một gọi là ác quỷ đến từ địa ngục. Trời ơi, cầm cái lưỡi kiếm rất là bự, chém liên tục. Cố lên thần sắp ơi, cố lên ác nhân ơi, cố lên. Trời ơi, con voi cũng thôi kìa. Trời, nó đánh con voi, tôi không còn con voi luôn. Hiện tại thì Thời Thiên Đại Thánh đang quýnh con voi bên này. Trời ơi, Thời Thiên Đại Thánh quăng con voi lên trời luôn. Wow. Trời ơi, Thời Thiên Đại Thánh quăng voi lên trời luôn. What the hell, cái gì vậy? Trời, quá ngầu dữ vậy. Và không thua rồi. Trời ơi. Oh no, Simi thắng 2-1 rồi bạn ơi. Hiện tại bên đội Sim là có thần chết quá mạnh. Với lại con voi của Sim nó khỏe quá. Trời ơi, mình là mình thấy là bạn là không có cửa mà nói chơi. Các bạn ấy bé ba 1% là của ai? Của Chim Mèo Sim ơi. Đậu ra chỗ khác, đậu. Đậu ở đây xui quá. Đậu ra chỗ khác. Nhỏ làm gì đâu trời ơi. Vô nè. Rồi bây giờ tiếp theo, 20.000 tiền chúng ta phải làm cái gì để phục thù đây bạn ơi? Chúng ta phải làm cái gì đó để phục thù trở lại. Thì hiện tại ở đây thì mình đang thấy là có voi hả? Con voi hả? Nhìn voi này nhìn có vẻ yếu quá. Thôi không thấy đâu. Con này là con gì tôi không biết nữa, nhưng mà nhìn có vẻ là có vẻ là khá là phép thuật mấy bạn ạ. Đó, nó có vòng tròn sẽ xoay kiểu nè. Ok, bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ chọn ba con này để coi ba con này làm được cái gì. Ok. Và chúng ta sẽ có thêm ba anh gọi là lính lực sĩ đi, cho cầm khiên với lại cầm búa đi. Đó, cho nó ngầu. Rồi, thêm mấy anh phép thuật nữa. Đó, tôi sẽ cho ba anh pháp sư. Hai anh thôi. Hai anh pháp sư đằng sau. Người bò hả? Wow. Người bò nè, được được được, tôi sẽ cho mấy anh người bò này ở phía trước để bảo vệ đội quân đó. Yeah, rồi còn 200 thì mua hai con cầm khiên nhỏ nữa thôi. Đó, xong. Đội quân của Phong nó hơi thập cẩm xíu các bạn. Rồi ok, tới lượt Sim đó. Rồi, ông chơi thiên thần tôi cũng chơi thiên thần luôn đó. Không sợ, không sợ, nhưng mà một thứ mà ông không thể nào bỏ qua được là hai con bò. Alo. Trời, hai con voi nữa. Hai con voi. Nó là ác mộng của Phong tự đó các bạn. Rồi. Không, chưa chắc nha, mấy con voi này nhiều khi trưởng trưởng mấy cây chắc bèo. Rồi, chưa sợ. Ơi. Cái gì đây, thần chết nữa hả? Thần chết chứ. Trời ơi, và bây giờ chúng ta sẽ tập hợp gọi là 100, gọi là bây giờ mình phải cần cái thứ gì đó để gọi là ngăn cản, thì mình sẽ cho nhiều quân, nhiều người rơm nhất có thể. Đấy. Rồi, ok. Vô nha. Lần này là rồi. Không có gọi là chờ đợi tấn công luôn các bạn. Đó, người bò đang hút liên tục. Các pháp sư đang sử dụng kỹ năng để tiêu diệt hai con voi. Hai con voi đã có một con chết rồi. Wow. Các pháp sư đang biến hình. Wow, trời ngầu quá hả? Đại chiến các pháp sư. Đại chiến của các pháp sư bướm bướm. Ok. Trời ơi, các con bướm bướm đang biến hình. Trời ơi, nó đang biến hình và nó đang chưởng nhau liên tục các bạn ơi. Ở bên dưới này hiện tại đang có hai anh pháp sư đang cầm quyển sách và sử dụng những phép thuật gì đó. Tôi không biết nữa. Tôi win rồi. Yeah! Hai điều. Trời quá ơi, đã bạn ơi, tôi đã chiến thắng. Pháp sư này mạnh quá ta. Trời ơi, quá đã. Hai điều nha Sim ơi. Rồi, trận tiếp theo là trận 25.000 tiền. Nói chung là mình gỡ điểm rồi bạn ơi, mình không còn gì để lo nữa rồi. Đó, 25.000 tiền thì tôi lần này tôi nghĩ là tôi mời Sim chọn trước á. Chiến này sẽ là cuộc chiến của những pháp sư các bạn ạ. Dạ, Sim quyết định là chọn pháp sư ạ. Xong rồi, wow, có đấy. Pháp sư cưỡi voi nữa nè. Wow. Đúng rồi, giờ là mình phải chơi gọi là độc lạ thôi, hiểu không? Wow, có hiếm này đi, người xương rồng hả? Đúng rồi. Wow, sao phép thuật mà có cầm súng nữa vậy?
phép thuật mình chơi cầm súng đi. Trời ơi, mình phải thử tất cả các gọi là phương pháp rồi không? Mình phải thử. Đấy. Ok, rồi bây giờ mình nghĩ mình còn 5.000 đúng không? Cho mấy con voi vô nữa không ta? Mình không biết mình có nên tin tưởng con voi nữa không? Nhưng mà vô đi em. Sao Simmy cứ chọn voi rồi vậy? Rồi ok. Hiện tại bây giờ mình đang có 25.000 tiền hả? Sim là Sim chọn những pháp sư rồi. Đúng rồi, mình là đại chiếu những pháp sư và những cây súng đun đun đun. Nếu mà Simmy chọn pháp sư thì mình sẽ chọn đến vũ khí hiện đại của con người. Ơi, những khẩu súng. 1.000 tiền thì tôi cho thêm mấy anh cầm kiếm đứng phía trước. Rồi, liệu rằng phép thuật của mèo Simmy hay là mấy khẩu súng của anh Phong Cận sẽ giành chiến thắng đây? Tôi thấy là phép thuật không thể nào mà mạnh bằng súng các bạn. Bây giờ các bạn tưởng tượng đi, đang đứng hồ biến phép thuật, người ta rút cái súng bắn cái bằng cái xong rồi đó, hiểu không? Đó, đúng rồi, căng quá nha. Rồi vô nè, đấy, những khẩu súng liên tục xoay vòng tròn và bắn những viên đạn lao về phía hai con voi. Hai con voi chết queo rồi, một con voi đã chết, hai con voi đã chết. Các pháp sư Trung Hoa liên tục sử dụng phép thuật trưởng và những khẩu súng. Pháp sư Trung Hoa làm gì đây? Trời ơi, tôi đang cảm giác những khẩu súng của tôi nó đang bị vỡ. Ba khẩu súng của tôi bị hư rồi. Oh no, tôi còn hai khẩu cuối cùng. Trời ơi, no, một khẩu cuối cùng. Các pháp sư Trung Hoa thật là đẳng cấp. Những pháp sư Trung Hoa đã phá nát gọi là các khẩu súng hiện đại. Trời ơi, không thể tin được. Đúng là pháp sư Trung Hoa. À không, cái này là pháp sư Việt Nam. Trời ơi. Oh my god. Yeah. 2-3 rồi bạn ơi. Cay quá. Mình thấy là tình hình này sao mình cũng thắng rồi con ơi. Thôi bạn, thôi bạn ơi, chưa. Vẫn còn nhiều màn mà. Vẫn còn nhiều màn mà. Đã thắng đâu mà bạn làm gì ghê quá vậy. 5 mạn mới thắng mà bạn. Rồi ok, xin mời. Vô. Rồi bây giờ sẽ là trận đấu 30.000 tiền. Và trận đấu 30.000 tiền này thì liệu rằng là Phong hay là Sim sẽ thắng đây? Thì mời Sim chọn trước luôn đó. Rồi, một là Sim gỡ, hai là Phong thua các bạn ơi. Gì vậy, sao một Sim gỡ, hai Phong thua là sao? Thì mình nói vậy thôi. Trời ơi, đó, bây giờ là mình luôn tin tưởng chú voi của mình. Nên mình sẽ được phép là triệu hồi ba bé voi. Đó, ok. Mấy con voi này nó chỉ làm nền thôi. Mình sẽ cho thêm con voi nữa. Mình sẽ cho hai vị thần. Đó, còn anh này không biết là làm gì mọi người. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho thêm thần sấm vô. Rồi, wow, okay, mấy nhân vật này có vòng tròn xung quanh nhìn ngầu quá vậy. Đó, bây giờ là còn 1.000 tiền. Vô. Xong chưa? Xong rồi. Ok, Simmy xong rồi. Simmy chọn chậm, chọn lâu quá mấy bạn ơi. Tôi đơn giản lắm. Tôi đơn giản lắm mấy bạn ạ. À. Tôi chỉ cần như thế này thôi. Như thế là đủ rồi. Không cần hơn. Rồi, tôi vô nè, Simmy sẵn sàng đi, gỡ điểm nè bạn. Các bạn coi gỡ điểm nè, một hàng gọi là pháp sư thôi là win rồi. Trời ơi, phép thuật kìa. Cần gì nhiều, một hàng pháp sư là win rồi. Các pháp sư biến hình đi nào. Dữ. Các pháp sư của tôi liên tục biến hình và tôi sẽ có khoảng 10 pháp sư ở đây. Liệu rằng là mấy con vô với Sim có thể thắng được 10 pháp sư hay không? Làm sao mà thắng được? Em quỳ con đấy thì hơi ảo chứ. Đấy, các pháp sư liên tục tấn công nhau. Nhưng mà có vẻ là bên Sim là mấy con voi gục hết rồi Sim ạ. Pháp sư bên Sim hình như đang là một đối đầu với ba đó Sim ạ. Tôi không nghĩ vậy đó. Trưởng kìa, trời ơi, win. Em thấy ông pháp sư là ông mạnh nhất luôn mọi người. Sao là Sim, Rồi, vậy là ba điều rồi đúng không? Bây giờ trận này nè, không nghĩ cái này đi Sim. Rồi ok, bây giờ Sim chỉ còn một điểm thôi là Sim mới thắng tôi rồi. Cho nên Sim hãy chọn tướng đi. Lần này là sẽ là 50.000 luôn. 50.000. Đúng rồi, 50.000 tiền luôn. Đó, 50.000 tiền, trời ơi, mua con gì hết được 50.000 tiền trời. Rồi, đội quân bên Simmy, hiện tại bây giờ 50.000 tiền thì tôi thấy là đội bên Sim vẫn tiếp tục là những pháp sư. Ok, còn tôi bây giờ chắc tôi đổi gió bạn ơi, từ nãy giờ tôi pháp sư nhiều rồi cho nên bây giờ tôi sẽ đổi qua các anh cướp biển đi. Đó. Hiện tại đây tôi thấy có mấy anh cướp biển nhìn khá là ngầu nữa bạn. Đó, tôi sẽ chọn không nói gì ạ, tôi đâu phải là pháp sư, tôi có anh kiếm sĩ kìa, thấy không? Đâu kiếm sĩ đâu? Đó, à đây, cái anh cuối cùng đây hả? Được, vậy tôi sẽ chọn một anh kiếm sĩ đấu với Sim luôn. À, không, tôi còn nhiều tiền mà tôi chọn một hàng luôn. À, để xem. Rồi, còn dư ít tiền đúng không? Mua thêm mấy anh lính nhỏ nhỏ nữa. Rồi, xong rồi đó. Rồi, ready. Ready, vô. Lần này Phong mà thua nữa thì thôi. Phong mà thua nữa thì nghỉ game đi. Trời ơi. Trời ơi. Sức mạnh phép thuật tấn công kinh khủng quá mấy bạn ơi. Không thấy được cái gì luôn á. Ôi, cố lên mấy anh ơi. Trời ơi, đáng sợ quá. Tôi thua rồi. Nói chung là mấy anh
đỏ đỏ sao bằng mấy anh pháp sư xanh xanh được. Wow. Hay quá. Trời ơi, yeah. Vậy mà bị mất luôn con baby tree 1000%. Thôi rồi, ok, bây giờ tôi sẽ đem con baby tree 1000% này lên cho Simmy để Simmy unbox cho bạn. Hey, rồi ok bạn, mình đã yes. Cuối cùng mình đã có thể unbox để bạn một phần chứ. Mình đã đem cái hộp này lên cho chủ nhân của chiếc hộp ở đây. Thật ra là cái bóc này á là mình với Simmy đã góp tiền lại với nhau để mua. Bởi vì lần trước mình với Sim gặp một cái bạn bán cái bóc này ở trước hẻm. Trời, giờ người ta bán baby tree, ta đứng trước hẻm ta bán luôn bạn. Thì bọn mình quyết định là góp tiền để mua. Và người thắng là Sim nên là... Yes sir! Cái này sẽ là của mình. Woo! Trời, ít nhất cũng là con gấu. Đó, không con thỏ cũng được. Hoặc là con cáo. Rồi. Ôi, ước gì mở ra được con xích lịch xấu xấu á, hoặc là capybara luôn. Trời cho ơi, xin khóc. Trời ơi, còn mới mở ra cái rồi ra cái ra. Không ra capybara chắc. Ok thôi, giờ để coi Simmy mở ra con gì. Giờ mà ra con thỏ tôi ngất xỉu liền luôn các bạn. Trời ơi, tôi thật sự là tôi cũng tiếc lắm. Nhưng mà tôi cũng tò mò là bên trong là con gì các bạn. Đó, dán lên đây nè. Dâu, phù phép cho xui đi dâu, phù phép cho xui đi. Ôi, các bạn ơi, các bạn đoán lấy gì nè. Tôi đoán đây là chắc chắn là con gấu. Một. Ủa chưa hả? Chưa. Trời ơi, vui quá. Vui như Tết cháu ơi. Vui như Tết cháu ơi. Vui quá. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, có Vibara này nó còn bắt nó ra nữa. Trời. Vui như Tết, trời ơi. Thôi cho bà luôn á, cho bà. Vậy vậy, không cho nữa đi. Lấy ra xem. Trời ơi. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, là trời. Capybara. Ê, nó có quả cam như đầu. Ôi, quả cam đầu tháo mà được nè. Thôi dạ. Ê, xem mày. Giờ mình thấy nó ngoài đời, mình mới công nhận là nhìn nó xấu thiệt sự. Xấu. Con này thì nhìn nó cái kiểu, cái màu nó có hơi kỳ kỳ á. Mà nhìn nó không có được ok. Nói chung là không chỉ là nhìn cũng được, nhìn cũng đẹp. Nhưng mà theo cái gu của mình thì mình thấy nó không đẹp bằng ba con còn lại các bạn đấy. Thôi, tôi biết tôi thắng thôi, tặng bạn đó. Không, giỏi. Nghĩ tới đây. Thôi, vậy sao mình góp tiền mua con khác xíu nhỉ? Cổ này là thôi, chắc là thôi mình trả xin. Thôi, siêu thắng rồi mà. Thôi, siêu thắng rồi mà. Thôi nha, vậy coi như mình nghĩ là video rất là dài rồi. Cho mình kết thúc video tại đây và hẹn gặp các bạn những video lần sau nha, Sim ơi. Trả bạn cho bạn thắng mà. Bạn thắng mà, bạn giữ đi. Bạn giữ đi mà.